Nấm bệnh là một trong những tác nhân gây hại phổ biến đối với cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Hãy dùng ngay chế phẩm sinh học nano đồng 3.8 EC. Chứa các thành phần chính đó chính là nano đồng cùng với phụ gia sinh học đặc biệt, có khả năng diệt trừ các loại vi khuẩn, vi nấm gây hại, phòng tránh hiệu quả các loại bệnh phổ biến trên cây trồng như là rỉ sắt, tháng thư, nấm hồng ở cây cà phê và cây cao su, hay các bệnh như là ghẻ sẹo, vàng lá, sương mai trên cây có muối như bưởi, cam, quýt, nấm tắc kè, thối trái trên cây thanh long, hay nước thân xiền mũ ở cây sầu riêng của chúng ta. Pha 50ml vào bình 20-25 lít nước hoặc 1000ml với 400-500 lít nước, cách ly sau 10 ngày. Bà con nào muốn mua, liên hệ số hotline 0776-400-038 hoặc truy cập theo website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin.